có một câu nói rất hay: con người vốn sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát, mà là để lưu dấu trên mặt đất và sống mãi trong trái tim người khác. Và đó chính là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái giữa người với người. Tương thân tương ái là tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẵn sàng đồng cảm, sẻ chia, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn. Rộng hơn nữa chính là tình đồng bào, tinh thần đoàn kết. Từ xưa đến nay, tương thân tương ái được xem như một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Những lúc ta sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn hoạn nạn mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân, đó chính là tinh thần cao đẹp ấy. Tương thân tương ái cũng chính là sự tôn trọng và quan tâm đến mọi người xung quanh, hay những giây phút chia sẻ và đồng cảm với mọi người trong cuộc sống. Và khi chúng ta trao đi tấm lòng, cũng là lúc những mảnh đời khó khăn cảm thấy được an ủi và có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, bởi không ai bị bỏ lại phía sau. Cái người Việt Nam chúng ta đấy, có cái truyền thống rất là tốt đẹp. Đó là cái tinh thần lá lành đùm lá rách. Thì phải nói rằng là đối với người Việt Nam chúng ta thì cái văn hóa mà tương thân tương ái nó đã có từ rất là lâu. Và cái truyền thống này thì nó đã trở thành một trong những cái truyền thống hết sức tốt đẹp đối với người Việt Nam. Trải qua những cái năm tháng khó khăn của chiến tranh cho đến khi chúng ta giành được hòa bình, thì cái tinh thần này nó vẫn cứ được trao truyền từ thế hệ này cho đến những thế hệ khác, thông qua cái việc là nhường cơm xẻ áo, thông qua cái việc tương thân tương trợ nhau trong cái đời sống hàng ngày cũng như là trong công việc. Và đặc biệt đối với người Bình Dương thì phải nói rằng là cái hình ảnh mà người Bình Dương trong cái công tác tương thân tương ái thì cũng giống như là những người Việt Nam khác. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong những năm qua ấy, thì đối với cả người Bình Dương thì chúng ta có thể kể tới những cái chính sách an sinh xã hội của lãnh đạo tỉnh nhà, cũng như là sự chung tay góp sức của những mạnh thường quân, và đặc biệt là sự chung tay của rất nhiều các cái đoàn thể ban ngành. Họ đã cùng với người dân thực hiện rất tốt cái công tác, ví dụ như là mái ấm tình thương, có những ngôi nhà của công đoàn, những cái ngôi nhà đại đoàn kết, và cái sự giúp đỡ rất là kịp thời của các cái mạnh thường quân và các cái cơ quan tổ chức ban ngành đã làm cho rất nhiều những cái mảnh đời éo le đã có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái là tiền đề cơ sở cho sự phát triển của các giá trị sống và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Những ngày tháng 7, mưa giăng ngập lối nhưng vẫn không ngăn cản được bước chân của những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hay các bác cựu chiến binh khi nghe tin Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thế Hòa, thị xã Bến Cát tổ chức nhiều hoạt động dành cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Các cô chú đến đây sẽ được hội cắt tóc miễn phí, tặng những phần quà đông đầy tình cảm yêu thương, chia sẻ, với mong muốn mọi người sẽ có thêm động lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo với nhiều chương trình thiết thực ý nghĩa không chỉ là cách để các cấp hội phụ nữ làm tốt vai trò nhiệm vụ của hội, mà quan trọng hơn là thể hiện tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn. Từ trên mà tới xuống, khi họp lên huyện cũng vậy. Ở trên đó cũng như là mấy cháu trên đó cũng cho quà, lo từ người thôi, chứ không có người nào mà họ bỏ hết. Là thấy chăm lo đầy đủ, lo hỏi thăm, bệnh đau gì tới cũng hỏi thăm cho quà. Không chỉ quan tâm chia sẻ với những hội viên phụ nữ nghèo, mà trong mùa hè này, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh còn dành những tình cảm yêu thương cho trẻ em nghèo, qua đó nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các em, đảm bảo cho các em một mùa hè vui khỏe và thật ý nghĩa. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một luôn quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho trẻ em, hướng tới mục tiêu vì lợi ích tốt nhất cho sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức của trẻ em. Hội đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực như hướng dẫn các kỹ năng phòng vệ, các lớp dạy bơi lội cho trẻ em,
trang bị kiến thức về ngăn ngừa, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, đã thu hút hơn 20.000 lượt em học sinh tại các trường trên địa bàn thành phố tham gia. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hè vui khỏe, an toàn năm 2023 cho các em với các hoạt động cụ thể như một ngày em làm chiến sĩ, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng phòng chống đuối nước, tổ chức chương trình áo trắng đến trường, trao bộ vải áo dài trắng cho học sinh khó khăn, trao học bổng tiếp sức tới trường năm 2023, tổ chức gian hàng rác thải lấy dụng cụ học tập, tổ chức gian hàng cá tóc miễn phí, tổ chức gian hàng trò chơi dân gian, tổ chức gian hàng ẩm thực và tặng 200 phần quà cho trẻ em nghèo khó khăn, trẻ em khuyết tật và trẻ em mồ côi. Thông qua chương trình nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, sống có trách nhiệm với cộng đồng của các cấp hội phụ nữ thành phố trong hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật, giúp khơi dậy tinh thần và nghị lực cho các em để các em vươn lên trong cuộc sống. Con là học sinh có hoàn cảnh là hộ nghèo, ba con mất sớm, một mình mẹ nuôi hai chị em con, ở nhờ nhà cậu, cố gắng nỗ lực hết mình để mà chứng tỏ là mình, dù mình nghèo nhưng mà mình vẫn luôn cố gắng, mình vẫn luôn cố gắng vượt qua mọi thứ. Con có hoàn cảnh khó khăn nên là được cô chú ở bên hội phụ nữ trao tặng phần quà học bổng cho con ạ. Dạ, con cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc và rất là nguồn động lực mạnh mẽ để con có thể cố gắng nỗ lực hết mình trong học tập ạ. Để cho các em có được cái một mùa hè vui khỏe thì với vai trò là Hội Liên hiệp Phụ nữ thì hôm nay thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng tham gia các cái gian hàng như là cái chương trình là gian hàng ẩm thực, tặng các cái món ăn miễn phí cho các em như các cái món ăn như bánh tráng, bánh lăng hay là nước xăm gì đó. Thì nó cũng, các cái món này cũng gắn với tuổi thơ của các em để cho các em được vui. Và ngoài ra thì cũng tổ chức các chương trình ở đây như là các chương trình như là xiếc, rồi các chương trình tô tượng. Từ hai hoạt động chăm lo cho hội viên là những phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thế Hòa, thị xã Bến Cát đã cho thấy trong xã hội hiện nay còn có nhiều mảnh đời chịu cảnh bất hạnh, nghèo khó, cần được cộng đồng giúp đỡ. Vì vậy, cùng với các cấp các ngành, Hội Phụ nữ các cấp của tỉnh Bình Dương luôn có nhiều hoạt động dành cho hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo như san sẻ yêu thương, hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, các tổ phụ nữ thực hành nuôi heo đất giúp phụ nữ nghèo, chăm lo cho các chị em nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn và nhiều mô hình tương thân tương ái được triển khai rộng rãi. Những hoạt động giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn của các cấp hội phụ nữ sẽ làm dịu bớt những nỗi đau của họ, góp phần cùng nhau vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Hội cũng đã triển khai cái kế hoạch ra cho các hội viên thực hiện cái cuộc vận động là nông không qua sạch gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa của khu dân cư. Thì từ đó hội viên tham gia tích cực thì tiết kiệm về cái việc mà nuôi heo đất, mỗi hội viên thì làm một việc chia sẻ với chị em khó khăn thì cũng như là các cháu mồ côi, thì hội luôn duy trì và tuyên truyền sâu rộng xuống từng tổ hội, thì từ đó gắn kết đồng lòng cùng với tất cả cán bộ hội viên phụ nữ nên là chúng tôi luôn hoàn thành chỉ tiêu đề ra vì tinh thần thực hiện chương trình chia sẻ yêu thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên phát động. Về cái công tác thiện nguyện thì báo chị nói chung là thực hiện cái đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị của thành phố Thủ Dầu Một. Đó thì đề ra rất là nhiều tiêu chí và Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố cũng đã thực hiện một cái tiêu chí hết sức là nhân văn, đó là sống có trách nhiệm với cộng đồng. Với cái tiêu chí này thì trong thời gian qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã tổ chức vận động các cái mạnh thường quân, các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức cá nhân để mà hỗ trợ cho các cái đối tượng khó khăn như là phụ nữ cũng như là các trẻ em nghèo trên địa bàn phố Thủ Một, rất là nhiều những phần quà và những cái
hỗ trợ về cái máy ấm dân rất là nhiều, các hoạt động này. Và trong cụ thể là trong năm 2021 thì chúng tôi cũng đã trao được 3 cái cầu cho các hội viên phụ nữ cho nhân dân ở dưới các tỉnh miền Tây. Và chúng tôi cũng thực hiện chương trình đồng hành phụ nữ biên cương, đã tặng được một máy ấm biên cương cho cái hội viên nghèo ở tỉnh Bình Phước, và nhiều rất là nhiều cái phần quà, khoảng gần 1.000 phần quà tặng cho các em học sinh nhân các cái dịp hè, và cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tương thân tương ái là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là biểu hiện của lối sống trọng tình trọng nghĩa vốn có của dân tộc. Vì vậy, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có ý thức gìn giữ và phát huy tinh thần, nét văn hóa tốt đẹp ấy để những yêu thương mãi lan tỏa mạnh mẽ. Với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ hội viên, các chị em phụ nữ đã tự giác và tích cực hơn trong các phong trào của hội, tạo đà giúp hội phát triển ngày càng vững mạnh. Từ đó, những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn sẽ được các cấp hội đùm bọc, sẻ chia nhiều hơn nữa trong thời gian tới.